Chào bà con và các bạn. Hôm nay Giang sẽ chia sẻ với bà con và các bạn mình qua cái cách mà vừa duỗi, vừa uống rồi nhổm luôn nha. Thì mình xong cái quy trình uống duỗi xong rồi thì tới cái phần nhổm. Thì chúng ta nhổm bắt từng lớp ra nhổm rồi thì chúng ta quấn quấn vô cái cây trục như thế này ha. Nếu như mà các bạn không quấn cây trục như thế này thì cái sống nó sẽ bị hơi nhã nha. Chúng ta hơi kỹ, chúng ta kỹ chút xíu thì cái tóc nó sẽ giữ sống săn hơn và xài nó sẽ bền hơn ha. Rồi Giang sẽ chia sẻ ngắn gọn với bà con về cái cách mà vừa duỗi vừa uống ha, rồi vừa nhộm luôn. Thì đây là cái cách của Giang làm. Giang quấn vô như thế này là bảo đảm là chắc cú là cái lọn nó không bao giờ bị giãn sống ha. Rồi xin chào bà con và hẹn gặp lại.